quý vị, theo DKRA Việt Nam, 2 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 7 dự án căn hộ được mở bán, nhưng chủ yếu tập trung tại thành phố Thủ Đức. Trong bối cảnh khan hiếm trên toàn thị trường, việc khu vực này dẫn đầu nguồn cung căn hộ, cộng thêm ưu thế là nơi tập trung nhiều trường đại học lớn, thành phố Thủ Đức chứng kiến sự gia tăng đáng kể về nhu cầu nhà ở. Sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhưng gia đình bà Ngọc quyết định mua thêm căn hộ khoảng 60 m² tại thành phố Thủ Đức. Ngoài khoảng cách gần, đi lại thuận tiện giữa hai địa phương, thì sự lựa chọn căn hộ tại Thủ Đức của bà Ngọc không chỉ là đầu tư giá trị mà còn là đầu tư cho tương lai. Mình tuổi già, hai người có thể ở đó, nó đầy đủ các dịch vụ về y tế, rồi hai nữa là cái không gian xanh nó rất là nhiều. Bây giờ mình ở, rồi một vài năm nữa các cháu học ở đó, nó rất nhiều trường đại học và đi lại rất là nhiều để cho các cháu học hành nó dễ. Số liệu từ DKRA Việt Nam, 2 tháng đầu năm, nguồn cung căn hộ tại thành phố Thủ Đức chiếm 45% trên tổng nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ đất rộng, các dự án hạ tầng và quy hoạch thành phố mới đang được thực hiện là các yếu tố thúc đẩy thị trường nhà ở tại đây phát triển. Có thể kể đến như dự án The Ogigami thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park do Vinhomes và Mitsubishi Corporation cùng phát triển, sự hợp tác nhằm tạo lập khu đô thị phức hợp quy mô lớn với tiện ích đồng bộ. Yếu tố để thành công của một dự án đó chính là việc dự án đó có hội tụ đủ những yếu tố như là về tiện ích, về không gian xanh sạch, về việc thuận tiện di chuyển để mà phục vụ cho những nhu cầu cần thiết nhất. Thì tất cả những tiện ích đó đều nằm trong bán kính từ khoảng 500 m tới 1 cây số để mà phục vụ cho nhu cầu cần thiết nhất của cư dân. Ghi nhận tại các sàn giao dịch, hiện nhu cầu tìm mua căn hộ tại thành phố Thủ Đức tiếp tục tăng khoảng 40% so với cuối năm ngoái. Trong những năm gần đây thì đại đa số các khách hàng không chỉ là ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà phải là ở các tỉnh lân cận, bởi vì nhu cầu học tập, nhu cầu làm việc và sống. 40% sẽ là những cư dân sẽ sống và làm việc tại thành phố đó. 30% còn lại dành cho các chủ sở hữu là người ở tỉnh nhưng có con đi học tại thành phố Thủ Đức. Theo các đơn vị nghiên cứu, phân khúc căn hộ dự kiến sẽ chiếm 90% nguồn cung nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Thành phố Thủ Đức tiếp tục là điểm nóng của thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt các khu đô thị có quy mô lớn, hoàn thiện tiện ích và có phương tiện công cộng là yếu tố thu hút người mua ở thực lẫn đầu tư.